Bạn muốn có một chậu địa lan đẹp và bạn có muốn có những cái bông hoa địa lan quý và những cái giò lan nó khỏe như thế này, thì các anh chị các bạn chúng ta hãy xem tại kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Và hôm nay là ngày thứ bảy, em Trung sẽ lên cho tất cả các anh chị các bạn 12 hình địa lan đẹp để cho tất cả anh chị các bạn chúng ta lựa chọn. Xin được chúc tất cả chúng ta xem video vui vẻ và chúc chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái bên gia đình, để tiết kiệm thời gian cũng như là để cho tất cả các bạn vào thẳng vấn đề, thì anh chị các bạn chúng ta hãy xem những cái mã và những cái cây lan mà em quay trong video dưới đây. Các bạn thấy ưng mã nào thì chúng ta gọi điện qua số điện thoại 0949 26 1918. Và em Trung bán hàng bao ship hết toàn quốc nhé. Giá thì từ 50.000 cho đến 150k cho một sản phẩm thôi. Toàn bộ những cái mã hàng ấy em đều bao ship hết. Và cái chính sách thứ hai, ở tại kênh Hoa Lan nhà em thì các bạn mua 3 sản phẩm em sẽ tặng một sản phẩm trong video này. Ví dụ các bạn mua 3 sản phẩm 50.000 thì các bạn sẽ được tặng một sản phẩm đắt nhất, là sản phẩm trong phiên hôm nay là trị giá 150.000. Tức là các bạn mua 3 chậu 150k thì các bạn sẽ được tặng một chậu 150k. Em nhổ cây ra và em gửi tặng cho tất cả anh chị các bạn hết. Kể cả cây các bạn mua và cây tặng thì em cũng đều nhổ ra hết các bác nhá. Em xin đi vào những cái hình hoa lan và những khóm lan. Đây là một cái chậu lan kiểu mẫu để các anh chị các bạn chúng ta hãy trồng và hãy chăm sóc nó để đẹp như thế này các anh chị nhé. Đấy, ở đây thì em đã hôm nay đã sắp xếp từ sáng sớm và lựa chọn được 12 hình thôi, nên không có nhiều đâu. Nên là các anh chị các bạn chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn những cái khóm lan ưng ý nhé. Như em đã hứa thì em nói là em sẽ có những cái chương trình bán hàng như vậy cho tất cả mọi người. Mã số 1 em bán 50.000 này các bạn này. Đấy, 50.000 cho mã này. Mã này thì có tổng khoảng 5 thân. 5 thân, đây, một cây bộ lá huyền diệp. Tương đối đẹp, hoa xổ số các bạn nhé. 50k mã số 1 thì em không phải giới thiệu nhiều. Đấy, cây này khá là đẹp, khi anh chị các bạn chúng ta lên chậu thì cũng sẽ được một chậu lan đẹp. Đấy. Mã số 2 em bán 100k, cây này đẹp hơn. Vâng, cây này đẹp hơn. Cây này sẽ có khoảng 6 thân. 6 thân và cây này bộ lá đang xòe. Lá rất là trơn bóng các bạn nhé. Đấy, lá của nó hình lá mác. Đấy, rất đẹp. Và cái này lá của nó, cái bộ lá của nó cũng gần hoàn thiện rồi. Đấy, cái này cũng bộ lá, cái này cũng bộ lá huyền diệp nhé các bạn nhé. Giá 100k cho mã số 2 này. Đấy, tiếp theo mã số 3. Mã này là một trong những cái mã đẹp và đắt nhất của cái phiên ngày hôm nay này. Em có hai mã là 150k trong phiên ngày hôm nay. Mã này thì cũng có tất cả là 4 5 thân tơ, 5 thân tơ. Và em các bạn lưu ý là có cái thân này đây. Đấy, cái lá rất đẹp. Đấy, lá đẹp. Và cái này 5 thân này thì có lẽ là có tổng khoảng 3 đến 4 khóm. Các bạn về các bạn chạy tổng riêng từng khóm, các bạn sẽ trồng được 3 đến 4 chậu. 150k cho mã số 3 này. Tiếp theo mã số 4, em bán 88k. Đây. Đấy, mã này có bộ lá lá huyền. Đây. Lá huyền. Tương đối là đẹp ạ. Đấy. Tương đối đẹp, 88.000 thôi các bạn nhé. Đấy. Mã số 5 cũng 88k và cây này cũng giống như cây mã số 4, cây này cũng có bộ lá huyền. Mà lá của nó rất đẹp. Đấy, em rất thích những cái cây có bộ lá như này. Khi các anh chị các bạn chúng ta trồng, chúng ta sẽ được một cái chậu lan nó cả bộ lá nó tỏa ra hai cái chậu, nó rất là đẹp. Đấy, mã số 5 cũng 88.000. Mã 6 70k. Mã này thì nó ít thân hơn nên là em bán giá rẻ hơn. Mã này có 4 5 thân gì đấy. 70k mã này, cũng bộ lá huyền. Đó. Đấy. Các bạn xem, mã số 8, mã dưới này. Cây này là bộ lá trực. Mã số 7 chứ ạ. Mã số 6, số 7 nhỉ. Vâng. Đây, mã số 6 là bộ lá huyền nhỉ. Đấy, đấy. Mã số 5 là 88k. Mã số 6 là 70k. Mã số 7 là 50k. Mã này có bộ lá trực. Mã này có khoảng 4 thân. Đấy. Bạn xem. Lá của nó cũng nhăn nhăn một tí. Đấy, bộ lá trực. Đấy, cái này có 4 thân. Đây. Đấy. Tiếp theo, mã số 8. Mã này 100k, mã này có 3 thân ạ. Các bạn thấy như thân nó rất là tơ đẹp ạ. Đặc biệt là cái thân này nó vàng óng này. Đấy. Các bạn xem, đấy. Em bán 100k chậu này. Thì các bạn cái này chắc là có 3 khóm thì các bạn sẽ trồng được 3 chậu. Tiếp theo mã số 9. Mã này 110k này các bạn này, mã này có 4 thân ạ. 4 thân tơ ạ. Đấy. Đẹp lắm ạ. 110k mã số 9 nhỉ. Rất nhiều thân và cái này có rất là khá là nhiều khóm. Thế về các anh chị các bạn chúng ta có thể trồng riêng và trồng chung. Mã số 10. Mã này 80k, mã này có 2 khóm nhé các bạn nhỉ. Đây. 80k. Có 2 khóm. Đấy. 2 khóm bộ lá huyền nhỉ. Đấy. Hầu như những cái cây mà em lên video ngày hôm nay đều là bộ lá huyền. Khóm số 11 em cũng bán 150k, khóm này là một trong những khóm đắt thứ hai của cái video này.
Mã số 11 này có 4 thân tơ ạ, tượng trưng cho 4 khóm nhé các bạn nhé. Đấy, 4 thân tơ tượng trưng cho 4 khóm, rất là to và rất là đẹp. Em bán 110k thôi. Đấy, và em lên mã cuối cùng là mã số 12, 60k. Đây, 60k. Vừa bán vừa giao lưu đây các bạn nhé. Em xin phép được nhắc lại là các bạn mua từ 3 sản phẩm tại những video em đăng tải hàng ngày thì các bạn lập tức sẽ được tặng một trong những mã hàng đắt nhất. Ví dụ các anh chị các bạn mua mã số 1, số 2, số 4 chẳng hạn thì các bạn sẽ được tặng một cái mã hàng số 3 150k, hoặc là mã số 11 150k. Đấy, tức là các bạn sẽ được tặng một trong những mã hàng đắt nhất của phiên ngày hôm nay. Thì vừa bán vừa giao lưu vừa chia sẻ cho tất cả mọi người như vậy. Và tất cả những cái cây địa lan nhà em chia sẻ cho mọi người em đều nhổ với ra hết. Thì các anh chị các bạn chúng ta về chuẩn bị cho em chấu hun vỏ lạc hoặc là xỉ than để chúng ta phối trộn, chúng ta trồng những cái cây địa lan lên. Đấy, địa lan nhà em thì còn có khá nhiều. Giá thì em vừa bán vừa chia sẻ vừa giao lưu cho tất cả mọi người thôi. Còn cây mặt hoa thì em sẽ bán đắt hơn. Giá nó sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì là thứ nhất là cái giá trị của cây hoa đã được hiện hành, đã được công nhận, và cái thứ hai nữa là bông hoa đẹp thì thường thường giá tiền nó sẽ cao hơn một xíu. Có hai loại ở tại kênh Hoa Lan nhà em, đó là cây có hoa và cây chưa có mặt hoa. Đấy, các anh chị các bạn chúng ta ưng sản phẩm và thích cây nào thì chúng ta có thể là đặt hàng và mua cây đấy. Đấy, video hôm nay ngắn ngủi xúc tích và cũng truyền tải được mọi thông điệp em mong muốn. Xin được kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị các bạn vào những buổi livestream tiếp theo nhé.